Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm một cái video nói về hai cặp đôi. Một cặp đôi thứ nhất là cô Hoa ở Đồng Nai lấy ông chồng người Pakistan là Doni, và đôi thứ hai là Triệu Hoa Cương và Thu Sao ở Cao Bằng. Thì bây giờ mình sẽ nói về cái đôi cô Hoa trước, thì cũng như cái clip trước mình nói đấy. Nhưng mà cái clip này thì nó khác một tí, là hai người họ hội ngộ nhau và tâm sự và chia sẻ cho nhau những cái gì mà như đôi Hoa Cương đã trải qua gần 2 năm nay, và họ có động viên nhau, thì mình nghe nó rất là hay. Và mình phải làm một cái video này để nói lên cái hai cái đôi này, họ chia sẻ với nhau như thế nào, và mình thấy cái điều gì có thể mình nghe được, và có thể và cái điều gì mình không có thể nghe được. Thì bây giờ nói, nếu nói đến cái đôi mình sẽ nói về đôi Hoa, cô Hoa ở Đồng Nai. Thì cũng như vừa rồi đấy, cái cộng đồng mạng nghĩa là thấy cô ấy lấy chồng rồi ném đá rồi chửi rồi, nói chung là cũng rất là nhiều ý kiến trái chiều, mà cũng nhiều những cái câu nói đưa ra nó cũng không được tốt đẹp. Thì theo mình ấy thì mình cũng xem video của cô ấy rồi, thì mình thấy là cộng đồng mạng các bạn có thể cứ để yên cho bà ấy, coi cho cô ấy được không, bởi vì đừng có gọi cô ấy là cụ bà nữa. Người ta có mất gì câu nói đâu các bạn, mà bây giờ duyên ai phần đấy các bạn ạ. Kệ người ta, có thể là kiếp trước ấy là bà ấy có, cô ấy có nợ với cái chú Johnny này chăng, thì hạnh phúc người ta đến với nhau thì người ta chấp nhận chứ. Ngay từ lúc đầu cô Hoa cũng không thể biết trước được cái chuyện đấy, mà cô ấy đã nói rằng chồng cô ấy chết 23 năm rồi các bạn. Chồng cô ấy chết 23 năm rồi, nếu cô ấy đi bước nữa thì 10 bước chứ không phải là một bước. Mà bây giờ cô ấy 65 rồi, nửa cuộc đời còn lại sống nay chết mai cũng không biết thế nào, thì cô ấy hạnh phúc ngày nào thì cô ấy được hưởng ngày đấy. Thì các bạn cứ mà kệ cô ấy đi, mình không nên ném đá làm gì, rồi cứ dùng những cái từ ngữ nghe nó khó nghe lắm. Bởi vì có thể là ngày xưa bà ấy chưa già, bà ấy chưa thấy cô đơn, bà ấy còn quấn quýt con cháu rồi còn mải kiếm tiền, chưa thấy cô đơn. Nhưng mà khi mà già rồi thì con cháu nó có vợ có chồng, nó có phương trưởng hết rồi, thì cô ấy thấy cô đơn và cô ấy cũng muốn có người để mà dựa dẫn nhau chia sẻ. Thì bây giờ nếu như nói như thế thì các bạn này bảo là thế thì cô ấy có quyền tìm, nhưng mà cô ấy tìm những cái người cùng trang lứa, chứ lấy những cái người mà người ta chỉ bằng tuổi cháu ngoại mình thôi thì các bạn cũng không nên nói như thế. Bởi vì đây là người dưng nước lã các bạn ạ, người dưng nước lã có quyền. Một khi người ta hợp nhau và cái người đàn ông người ta chấp nhận người ta lấy nhau, người ta lấy là được. Người ta biết tuổi của cô ấy chứ không, cô ấy không lừa, người ta biết tuổi rồi. Có người thì nói là ở Pakistan người ta nghèo, chứ nước chiến tranh người ta lừa cô ấy để mà người ta sang Việt Nam để mà có định cư ở Việt Nam hợp pháp. Thì bây giờ cái đấy mình hẵng cứ chờ đi, cũng cái đấy cũng không thể biết được. Thì cô ấy đã nói là cái ngày nào cô ấy được hưởng hạnh phúc ngày nào thì cô ấy được ngày đấy. Bởi vì bao nhiêu năm nay rồi, 23 năm nay bà cô ấy sống một mình các bạn. Thì các bạn cũng quay trở lại cái câu mà các bạn cứ nói là cô ấy lấy người còn kém tuổi cháu ngoại của cô ấy. Nói thế thì nó vô cùng nói các bạn. Bởi vì thế này, mình nói tại sao các bạn không nên nói câu đấy, là vì cái cháu ngoại của cô ấy là cùng huyết thống, cùng trong họ, cùng dòng máu thì không thể có cái chuyện đấy. Nhưng đây là những người ngoài dòng máu, không huyết thống gì hết, người dưng nước lạ, thì người ta bất chấp tuổi tác, người ta lấy ai là miễn là người ta yêu thương nhau và người ta hạnh phúc, người ta thấy người ta hạnh phúc, người ta bằng lòng thì mặc kệ người ta đi. Các bạn cứ ném đá, các bạn cứ chửi bới người ta làm gì, cứ giết rủa người ta làm gì, mà cô ấy nói, cô ấy đã nói là không khác gì là van xin các bạn rồi, để cho cô ấy yên đi. Thì cái này là mình không bênh gì cô ấy, mình với cô ấy là khác hẳn nhau, không cùng
không huyết thống, không họ hàng mà cũng không cùng quê đấy. Mà mình nói đây các bạn cũng thông cảm, là có khi các bạn lại bảo có khéo bài cũng thế, trên bài thông cảm cho cái cô Hoa, nhưng mà không, mình không thế nhé. Mình hiện tại bây giờ mình bằng tuổi cô Hoa nhưng mình vẫn sống độc thân các bạn nhé. Thì nhưng mà mình, các bạn mà những cái bạn mà ném đá thì có thể các bạn còn ít tuổi, các bạn chưa hiểu được những cái người già người ta sống cô đơn thế nào, người ta thấy buồn thế nào. Bởi vì con cháu nhé, nó có vợ có chồng, nó có gia đình rồi, người ta không, con cháu nó cũng không muốn có nhân vật thứ ba vào, mà nhiều khi có cái người nhân vật thứ ba vào có khi để làm tan nát hạnh phúc gia đình chúng nó. Mà cái thế hệ thứ ba nhé, ví dụ bà này, con này, cháu là ba thế hệ sống nó không thể hợp nhau được. Ngày xưa ấy, các cụ là không hợp nhau bắt buộc vẫn phải ở, nhưng mà bây giờ nó khác rồi các bạn ạ, thời buổi 4.0 nó khác rồi. Các con nó không hợp, bố mẹ nó sẵn sàng đi thuê nhà riêng, nó ở riêng, nó cũng không ở với bố mẹ. Mà bố mẹ không thích ở chung với bố mấy các con, bố mẹ cũng thích ở riêng. Nhưng ngày xưa không dám nói, một là không dám nói, hai là không có điều kiện, làm gì có nhà mà ở riêng. Với lại các cụ cứ sợ là nếu mà ở riêng như thế con cái nó không bằng lòng, để đến lúc ốm đau để chúng nó không hầu, có thể là nghĩ thế. Nhưng mà bây giờ thì thời buổi 4.0 thì nó cũng thoáng rồi, nó cũng thoáng thì các con các cháu nó cũng hiểu cho bố mẹ, và cái người mẹ thì cũng cũng thoáng và cũng hiểu cho con cái, thì có thể là hai bên người ta cùng ngồi nói chuyện và đi đến quyết định là ở chung hay ở riêng thì trong gia đình của người ta. Thế còn đây như cô Hoa cũng thế thôi, các bạn cứ nói làm cái gì, bây giờ gia đình con cái người ta không phản đối, con cái người ta chấp nhận, mà nó còn bảo nó tự hào, thì mình ở ngoài mình nói làm cái gì hả trời, nói làm gì chỉ cho nó mệt người ra, kệ người ta đi các bạn ơi. Thì, rất là nhiều ý kiến rồi, người thì bảo là cô cái chú Johnny này là cười lừa cô Hoa. Thì bây giờ người ta lừa hay không thì mình hẵng cứ chờ xem đã, chứ biết có lừa hay không. Thì cũng như là cái đôi bây giờ này, trở lại đôi Hoa Cương cũng thế, cái đôi Hoa Cương hồi mới cưới thì cũng cũng chửi bới, cũng ném đá, cũng cũng nhiều lắm, cũng cũng kinh khủng khiếp lắm nói cô ấy. Nhưng mà người ta gọi là cái tình yêu thì không thể ai ngăn cánh ngăn ngăn cách được, mà con cái cô ấy nó cũng chấp nhận, mà nó cũng rất là hòa đồng, rất là quý mến cái chú Cương. Mà đấy nhá các bạn xem, các bạn cứ xem mà xem, cứ bảo là chú Cương là thổ lừa cô sao, nhưng mà mình ở ngoài mình không thể biết là cái tình yêu người ta đấy. Cũng giống như là các cụ đạo Phật nói đấy, có thể là kiếp trước là hai người đã có duyên có nợ với nhau rồi thì kiếp này người ta đến với nhau, chứ còn cứ bảo là lừa. Nhưng mà mình thấy đâu có, người ta sống với nhau gần 2 năm nay rất là hạnh phúc nhé. Mà nói thật chứ mình nói đây các bạn, những bạn nào mà có như thế thì cũng đừng chửi mình, là đây là mình nói thật, là có những bạn nhé, vợ chồng rất là xứng đôi phải lứa, rất là nhiều bạn xứng đôi phải lứa, nhưng mà có được cái cách sống và những cái cách người ta lãng mạn với nhau như như là hai đôi ấy chưa. Chứ mình các bạn đừng bảo lố, lố gì mà lố, người ta quyền của người ta mà, quyền tự do tín ngưỡng, người ta yêu nhau thì người ta làm, và ai lố ai không thích thì nếu như mà mình mà là họ thì họ mà có thể là họ bảo là mặc kệ, ai nói thì cứ nói, ai bỏ lỗi thì cứ lỗ, ai ném đá thì cứ ném, họ sống cho họ, người ta sống cho người ta không chung sống cho thiên hạ các bạn nhé. Cho nên là các bạn cũng mặc kệ người ta đi. Thế mà như cái đôi Hoa Cương cũng thế, họ sống gần 2 năm nay rất hạnh phúc. Thế bây giờ cũng có thấy là Triệu Hoa Cương lừa cô sao đâu, người ta rất là hạnh phúc. Mà chú Cương ấy cũng rất là chịu khó, cũng làm cùng với cô sao, cũng giúp đỡ, rồi cũng đi giao hàng, đi gửi hàng, làm những cái việc mà của đàn ông phải làm, nghĩa là người ta rất là chiều nhau, rất là thương yêu nhau đấy, các bạn thấy không. Chứ là mình lại nói lại một lần nữa là các bạn mà cùng vai cùng cùng trang lứa, cùng đôi phải lứa mà với nhau ấy, lấy nhau chưa chắc đã giỏi, đã chưa chắc đã lãng mạn, đã chiều nhau, đã hạnh phúc được như người ta đôi đũa lạch các bạn ạ. Cho nên là các bạn đừng có cười mà đừng có ném đá người ta, duyên ai phận đấy mà, kệ họ thôi, họ được như thế thì mình mừng cho họ và mình chúc phúc cho họ các bạn nhé. Các bạn đừng có ném đá, bởi vì vừa rồi đấy mình xem một cái
cái video ấy là cô sao hoa à cô Hoa Cương ấy à, mới lại cô sao là đi xe vào tận trong trong Đồng Nai để gặp cô Hoa này, là hai bên hội ngộ và ôm hôn nhau, ôm nhau và rất là thân mật thắm thiết, mà có nghĩa là hai đôi đấy người ta gặp nhau, người ta hàn huyên những cái chuyện mà người ta bị ném đá này, rồi người ta chênh lệch tuổi này. Cái đôi Hoa Cương này thì đã từng trải gần 2 năm nay rồi, thì có những cái phức tạp hay là có những cái khó khăn hay không thì người ta sẽ nói kinh nghiệm cho nhau nghe. Thì và hai người người ta gặp nhau nghĩa là người ta rất là quý mến, là mời chào nhau uống các thứ đấy, mình thấy rất là hạnh phúc. Mà nhiều khi nói thật chứ mình ngưỡng mộ hai đôi đấy đấy, mình thì nói thật là mình không làm được và mình cũng không có như thế, nhưng mà mình thấy người ta thế thì mình ngưỡng mộ cho người ta và mình cũng chúc phúc cho người ta, chứ mình cũng không có ném đá họ và mình cũng không có nói họ làm cái gì cả. Thì có những người ở trong cái trong cùng làng của cô Hoa đấy cũng kêu là cô Hoa nhà cô ấy là con cũng có làm YouTube rồi, cũng chỉ là bình thường thôi, rồi cô Hoa này rồi đây cũng sẽ làm YouTube rồi, cũng nói là cô Hoa cũng muốn nổi tiếng rồi, cô Hoa thuê trai bao, thuê cái chú Juni này 5 năm sang. Toàn nói vớ nói vẩn thì mình cho là nói vớ nói vẩn hết, nói linh tinh hết. Người ta ở trong cuộc người ta chẳng nói ra thì thôi chứ. Mình nói làm cái gì các bạn? Mình kệ họ đi, mình cứ chúc phúc họ nhé các bạn nhé. Thì hôm nay mình làm một cái video này, vừa rồi mình làm cái video trước ấy là mình cũng nói về hai đôi này, thì có một bạn vào là cũng comment cũng nói là có thể là chị bằng tuổi người ta cho nên là chị bênh người ta, chứ còn lấy cái người mà không bằng tuổi cháu ngoại mình ấy thì nó lố, mới không có biết ngượng với con cái, mới để không ai chấp nhận được với cái đấy. Nhưng mà cái đấy theo mình nghĩ không đúng, bởi vì nó cũng không lố thế nào cả. Tình yêu thì nó bất chấp các bạn ạ, tình yêu bất chấp tuổi tác. Và và còn cứ nói là không bằng tuổi cháu ngoại thì cái này mình không thể ví được, bởi vì cháu ngoại nó là cùng huyết thống, nó cùng trong dòng tộc rồi, mình không thể ví được. Còn đây người ta ngoài, người dưng nước lạ thì hợp nhau thì người ta lấy được bất chấp tuổi tác, đúng không các bạn? Các bạn có đồng ý với mình cái câu ấy không nào? Rồi cả cái đôi mà Oanh với Nghệ Tuấn, Oanh với Tuấn cũng thế, cũng chênh nhau 20 tuổi, người ta sống với nhau cũng mười mấy năm nay rồi. Thì cái chú Tuấn ấy thì bị mắt thì nhìn rất là bình thường nhưng mà cũng không nhìn được. Thì cô Oanh đấy thì bây giờ cũng làm YouTube và người ta cũng nói là tình yêu không có tuổi ấy. Rồi cô Hoa cái thì tình yêu không biên giới, mà đúng thật, mình thấy thế thật. Người ta sống với nhau rất là hạnh phúc, những người mà bằng cùng trang lứa với nhau sống với nhau chưa chắc đã hạnh phúc, bỏ nhau đầy đấy các bạn, vẫn bỏ nhau đầy thôi. Thế miễn là cái người đàn ông ấy, người ta chấp nhận cái người đàn bà già, người ta chấp nhận mà người ta vẫn yêu thương, người ta vẫn sống với nhau được thì mặc kệ người ta đi các bạn nhé. Thì hôm nay mình làm một cái video này thì mình thấy hai đôi người ta hội ngộ nhau và người ta chia sẻ cho nhau những cái kinh nghiệm, như cô Hoa Cương ấy là chia sẻ cho cái cô Thu Sao ấy là chia sẻ cho cô Hoa là những cái gì mà người ta đã trải qua rồi ấy, thì mình nghe mình thấy cũng rất là đúng thôi, rất là có lý thôi, không có cái gì mà mình phải ném đá người ta cả các bạn nhé. Thì hôm nay mình làm một cái video này thì mình cũng không ngoài mục đích là mình khuyên các bạn là các bạn cũng thôi để cho họ yên đi, mình cũng đừng có ném đá, bởi vì cô Hoa này cô ấy cũng già rồi đấy. Mình xem có những cái video ấy nhá, họ làm là họ quay nhá, là cô Hoa ấy suốt ngày đau chân đau cẳng, mình thế cứ đau chân đau cẳng, rồi cái chú Juni là ngồi bóp dầu bóp chân bóp tay cho. Thì bây giờ không biết là người ta có lừa hay không, nhưng mà cũng mấy tuần nay rồi thì người ta cũng đăng ký kết hôn rồi, thì người ta sống với nhau rồi thì cứ cho là có lừa đi, nhưng mà mình hãy cứ đợi đã. Thì cô Hoa cô ấy cũng nói là bây giờ hiện tại bây giờ cô ấy thấy
vẫn rất là hạnh phúc. Còn một ngày nào đó nếu mà cái chú này chú ấy lừa cô ấy mà chú ấy ra đi thì cô ấy không níu kéo. Cái câu này rất là mình thấy rất là đúng mà lên là ủng hộ cho cô ấy. Và cô ấy nói là cô ấy già rồi cũng không còn gì mà để mất nữa, sống nay chết mai. Đấy, mấy cái câu của cô ấy là rất là chí lý các bạn ạ. Nên là các bạn để cho cô ấy yên nhé các bạn nhé. Thì mình làm cái video này là chủ yếu là mình cũng muốn chia sẻ nếu như cô Hoa và cô Hoa và Juni và Thu Sao với lại Hoa Cương mà xem được cái video cả này của mình ấy thì cũng mình nghĩ là cũng không có cái gì ảnh hưởng đến các bạn cả. Mình chỉ biết là mình mừng cho các bạn và chúc phúc cho các bạn. Các bạn là hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc, để trả lời cho bản dân thiên hạ, cộng đồng mạng người ta chửi nhé các bạn nhé. Các bạn cố gắng, nếu mà có trục trặc gì thì lại nghĩ đến là cộng đồng mạng người ta chửi thì lại phải sống với nhau cho nó khác đi nhé các bạn nhé. Ok, thì mình làm cái video này nó cũng dài rồi thì mình dừng ở đây. Mình muốn nhắn nhủ với các bạn trên cộng đồng mạng rằng mình hãy chúc phúc cho họ, mình cứ hãy nghĩ tốt về họ đi, rồi mình cũng sẽ gặp may và cũng sẽ được tốt. Thế mình cũng không mất gì của mình, mình đừng có ném đá mà mình đừng dùng những cái lời mà nghe nó không lọt tai với người ta như thế các bạn nhé. Thế và chúc phúc hai đôi là mãi mãi hạnh phúc các bạn nhé. Chúc cho hai bạn là mãi mãi hạnh phúc. Và mình xin dừng video tại đây nhé các bạn nhé. Bye bye các bạn. Bye bye. Bye.